Merry Christmas! Santa Claus đã sắp đến rồi. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bichino và mình là Ngọc. Nếu mà mọi người là người dùng iPhone hay là chúng ta đã từng tìm hiểu về các sản phẩm iPhone để lựa chọn mua thì mọi người sẽ biết được là trên thị trường chúng ta sẽ có hai loại sản phẩm iPhone, đó là sản phẩm iPhone Clock và sản phẩm iPhone chính hãng. Vậy trong video, vấn đề trong video ngày hôm nay đặt ra đó chính là mọi người sẽ lựa chọn những cái sản phẩm iPhone Clock để chúng ta sử dụng như một chiếc iPod và có cân nhắc có nên mua những cái sản phẩm như thế này hay không. Và cùng Ngọc và Vic trong video ngày hôm nay sau phần intro nha. Và đầu tiên khi mà tìm hiểu một cái vấn đề nào đó thì chúng ta cũng nên hiểu được những cái khái niệm cơ bản nhất của cái vấn đề đó. Và cùng Ngọc xem thử là iPhone Clock nó sẽ như thế nào. Thì như mọi người, nếu như mà chúng ta đã từng tìm hiểu về cái iPhone, sản phẩm iPhone Clock thì chúng ta sẽ hiểu được những sản phẩm iPhone Clock này chúng ta sẽ sử dụng một cái SIM đến từ một cái nhà mạng mà Apple đã có ký hợp đồng với lại cái nhà mạng đó, chỉ hỗ trợ cái SIM của cái nhà mạng đó cho cái sản phẩm iPhone của mình. Và khi mà chúng ta lắp một cái SIM khác vào thì chúng ta không thể nào sử dụng dịch vụ SIM của cái chiếc điện thoại iPhone mà chúng ta đang sở hữu. Và tất nhiên là vấn đề này sẽ gặp khó khăn khi mà chúng ta mua sản phẩm iPhone ở cái quốc gia là Việt Nam, nhưng mà chúng ta lại nhưng mà nó lại có xuất xứ từ Mỹ và thuộc một cái nhà mạng của Mỹ, như là ví dụ như là nhà mạng AT&T, thì chúng ta không thể nào sử dụng SIM của nhà mạng Viettel hay là SIM của nhà mạng VNPT hay là SIM của nhà mạng Mobifone để chúng ta sử dụng trên chiếc điện thoại iPhone Clock này. Và khi đó thì chúng ta sẽ gặp các vấn đề về SIM, không được hỗ trợ tốt về SIM, và chúng ta khi mà sử dụng trong cái thời gian dài á thì chúng ta có thể là dẫn đến hiện trạng là bị khóa SIM cũng như là bị clock máy và khiến cho máy của chúng ta reset lại và chúng ta không thể nào khắc phục được, khôi phục được, mà chúng ta phải bỏ một cái số tiền rất là lớn để có thể là cài đặt vào phần mềm và chúng ta phải chứng minh được mình là chủ sở hữu của chiếc điện thoại đó. Và khi đó, để giải quyết những cái vấn đề về những cái chiếc iPhone Clock như thế này thì người dùng sẽ không gắn SIM vào trên chiếc điện thoại sản phẩm iPhone Clock, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái chiếc điện thoại đập đá dùng để nghe gọi, và chiếc điện thoại iPhone Clock của chúng ta sẽ sử dụng như một chiếc iPod. Và khi đó thì chúng ta có thể là xem phim, nghe nhạc hay là lướt web hay là sử dụng tất cả các dịch vụ khác như là về camera, về các tiện ích của chiếc điện thoại iPhone, trừ dịch vụ về SIM. Và chúng ta khi mà chúng ta không gắn SIM thì chúng ta sẽ không có mạng 4G, 3G hoặc là thậm chí 5G luôn. Và khi đó thì chúng ta cũng không thể nào nghe gọi trên chiếc điện thoại của mình. Và một cái vấn đề nữa là mọi người cần cân nhắc kỹ, đó là cái vấn đề giá thành rất là rẻ. Em này có một cái mức giá nó sẽ rất mềm trên thị trường so với đơn hàng chính hãng. Và ở đây Ngọc cũng sẽ thông qua cái mức giá cho mọi người cùng tham khảo nha. Giá cho dòng iPhone 11 series với chiếc điện thoại Clock cho iPhone 11 bản thấp nhất 64GB từ khoảng 12 triệu thì người dùng có thể mua thêm một chiếc điện thoại đập đá nữa dùng để nghe gọi khoảng tầm giá khoảng 1 triệu đi, thì chúng ta sẽ có cái mức tiết kiệm lên đến 7-8 triệu đồng. Trong khi đó thì giá chính hãng của chiếc điện thoại phiên bản iPhone 11 64GB này có giá lên tới 18 triệu. Cùng một ví dụ nữa cho mọi người nhìn thấy được cái mức giá mềm mà sản phẩm Clock mang lại cho chúng ta nữa. Và giá cho phiên bản 64GB iPhone 11 Pro Max Clock có giá từ 19 triệu, trong khi đó hàng chính hãng của chúng ta sẽ có giá từ 26 triệu. Cũng tương tự, chúng ta có thể là mua một chiếc điện thoại đập đá với giá khoảng 1 triệu thì chúng ta sẽ có mức tiết kiệm lên đến 6-7 triệu đồng. Và quan trọng hơn là chúng ta sẽ xem thử cái hiệu năng trên những cái chiếc điện thoại iPhone Clock này nó có tốt như những gì mà chúng ta đã bỏ số tiền ra hay không. Thì mọi người cũng biết là với mức giá mềm như vậy thì chúng ta sẽ hoài nghi là cái chiếc điện thoại nó sẽ đáp ứng đủ tốt, đủ cái hiệu năng như là trên những cái chiếc điện thoại khác hay không. Thì Ngọc xin trả lời rằng đó là hiệu năng của nó vẫn sẽ đáp ứng đủ tốt cho mọi người, và nó cũng sẽ có cái hiệu năng tương đương với những cái sản phẩm iPhone cùng loại khác, nhưng mà nó chỉ không có được hỗ trợ tối ưu tốt về SIM và nó sẽ gặp một số cái lỗi khi mà mọi người sử dụng SIM trên chiếc điện thoại iPhone Clock. Thì trừ phần không ổn định về SIM thì mọi thứ khác về cái chất lượng hiển thị cũng như là chất lượng camera và chất lượng màn hình bla 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 và nhiều cái vấn đề nữa thì nó vẫn sẽ đáp ứng đủ tốt cho mọi người, vì đây là các sản phẩm đến từ Apple, mà những cái dòng sản phẩm như thế này thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng đủ tốt. Và mọi người, nếu như mà mọi người mua các sản phẩm như là iPhone 7 Plus hay iPhone 8 Plus với giá
với các phiên bản flop và giá cũ và các sản phẩm cũ á, thì chúng ta sẽ có mức giá rất là mềm luôn, và khi đó thì mọi người sẽ có được cái mức tiết kiệm rất là lớn. Nhưng mà kể cả như vậy thì hiệu năng của nó vẫn sẽ đáp ứng đủ tốt, vì sử dụng những cái con chip như là A11 Bionic hay là A10 Bionic thì nó vẫn sẽ đáp ứng đủ tốt cho người dùng, và mọi người có thể cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn các sản phẩm iPhone Clock. Chính vì các hiệu năng sử dụng đủ tốt trên chiếc điện thoại iPhone Clock này, cho nên là chúng ta vẫn sẽ chiến game ngon lành cành đào, nhất là đối với sản phẩm iPhone 7 Plus hay 8 Plus mà các game thủ chúng ta cần để chiến game á, thì Ngọc nghĩ là nó vẫn sẽ đáp ứng ngon lành cành đào cho các anh em. Và mọi người có thể là cân nhắc khi mà chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm iPhone 7 Plus như thế này, tại vì các game thủ thì chúng ta chỉ mua cái máy dùng để chơi game, chiến game ngon là được, chúng ta không sử dụng để nghe gọi nhiều. Thì Ngọc khuyên là mọi người nên sử dụng kết hợp với một chiếc điện thoại giá mềm nữa, và mọi người có thể dùng kèm để nghe gọi điện thoại, và chúng ta sẽ yên tâm hơn trong quá trình sử dụng, là không phải gặp một cái vấn đề gì về khóa mạng của một khóa lock máy của chúng ta. Nói chung là quá là tiết kiệm rồi, nhưng mà những cái chất lượng mà nó mang lại cũng như là đáp ứng tốt cho mọi người đủ dùng đối với các hiệu năng mà nó mang lại, thì tất nhiên là nó vẫn sẽ có thể đánh bật được một vài chiếc smartphone của các hãng khác. Tại vì sử dụng cái con chip A của dòng Bionic thì tất nhiên là mọi người vẫn sẽ có thể tin tưởng vào nhà Apple luôn mang đến cho mọi người những cái con máy với chất lượng hiệu năng rất là tốt. Và nếu như mà mọi người cần một cái chiếc máy điện thoại để chúng ta có thể sử dụng như iPod thì cứ thế mà triển thôi. Và Ngọc đã đưa ra những cái vấn đề xoay quanh đến sản phẩm iPhone Clock, và cuối cùng thì Ngọc cũng sẽ đưa ra những cái lưu ý mà chúng ta lựa chọn mua các sản phẩm iPhone Clock như thế này. Đó là khi mọi người cần tìm được một cái nơi uy tín để chúng ta có thể tin tưởng và chúng ta lựa chọn mua các sản phẩm của họ. Và chúng ta khi mà mua thì chúng ta phải kiểm tra máy thật là kỹ càng, test máy, test pin, test chất lượng hiển thị, cũng như là xem thử là nó có chày xước hỏng hóc hay không, rồi chúng ta xem xét đến cái phần bên trong là sử dụng nó còn ổn định hay không. Và một điểm nữa là mọi người cần phải xem xét đến chế độ bảo hành của máy. Đó chính là vì sản phẩm iPhone Clock thì chúng ta sẽ không có cái bảo hành chính hãng, mà chúng ta chỉ có bảo hành từ cửa hàng. Chính vì vậy mọi người cũng phải xem xét đến cái chế độ bảo hành của cửa hàng, xem nó có đủ tốt hay không, hay là cửa hàng chúng ta có được cái đội ngũ nhân viên bảo hành tốt cho những cái sản phẩm hư hỏng sửa chữa, để chúng ta có thể là có được một cái dịch vụ tốt ở cái cửa hàng này hay không. Cũng theo vào đó là mọi người khi mà sử dụng chiếc điện thoại iPhone Clock thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái rủi ro về việc chúng ta sử dụng SIM á, thì chúng ta sẽ không được hỗ trợ tốt về SIM, và cũng như là những cái vấn đề về hỏng hóc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng ta cũng sẽ không được an tâm khi mà nó được có được hỗ trợ lâu dài hay không. Và đây là những cái vấn đề mà mọi người cần cân nhắc. Còn những vấn đề còn lại thì Ngọc cũng đã trình bày rồi, đó là giá cả, chất lượng của nó vẫn tốt, cho đáp ứng tốt cho người dùng. Và cuối cùng đó là mọi người khi mà muốn sử dụng chiếc điện thoại iPhone Clock này thì Ngọc nghĩ là mọi người vẫn có thể sử dụng SIM ghép để chúng ta có thể sử dụng nghe gọi trên chiếc điện thoại này, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có thể là gặp một chút rủi ro khi mà nhà iPhone sử dụng kỹ khóa mạng từ xa, thì chúng ta những cái chiếc điện thoại mà iPhone Clock của chúng ta thì rất sẽ dễ cái nhiễm cái mã Clock này, và khi đó thì ở chiếc điện thoại của chúng ta khi mà không được khôi phục lại thì tất nhiên là nó sẽ trở thành một gạch, và mọi người có thể là phải cân nhắc thật là kỹ lưỡng khi chúng ta lựa chọn mua. Và giá thành của những chiếc sản phẩm iPhone Clock như thế này thì tất nhiên là chúng ta cũng phải cân nhắc rất là nhiều. Và nếu như mà mọi người sử dụng chiếc điện thoại iPhone Clock như là những sản phẩm iPod để chúng ta sử dụng hàng ngày, lướt web, xem phim, chơi game, nghe nhạc, thì Ngọc nghĩ là mọi người có thể cân nhắc đến sản phẩm này. Và video của Ngọc đến đây cũng đã hết rồi. Nếu mà mọi người thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để hiện lên thông báo luôn nha. Và chắc là phải đi đón Giáng sinh rồi, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nha. Bye bye.